Ngày 23 tháng 8, tại trung tâm PVF, 36 cầu thủ U19 Việt Nam đã bước vào tập luyện tại phòng gym. Với tình cảnh hiện tại, khi các giải đấu đang dừng lại và đồng thời diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thì U19 Việt Nam chỉ có khoảng 30% số cầu thủ trong đợt tập trung lần này là có thể tham gia tập duy trì với các câu lạc bộ. Số còn lại, các câu lạc bộ đều cho về nghỉ. Cho nên, nhóm cầu thủ lần này mà Liên Châu CA gọi lên, thể trạng phong độ không được đồng đều như nhau. Điều đó khiến cho U19 Việt Nam càng phải nhồi thêm thể lực để đáp ứng về tiêu chí sức bền, sức mạnh, sẵn sàng cho vòng chung kết U19 châu Á năm 2020 tại Uzbekistan, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới đây. Nói về mục tiêu của đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Châu Siê của U19 Việt Nam nói: Hiện tại thì chúng ta, như các anh chị đều biết, thì chúng ta đang ở vào trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt giữa đại dịch Covid như hiện tại. Và với cái đại dịch như hiện tại thì chúng tôi cũng phải đối mặt với những cái khó khăn nhất định về công tác lên kế hoạch về mặt chuyên môn. Tất nhiên là chúng tôi hiện tại đã lên những cái phương án để phản ứng ngay lập tức với mọi những cái tình huống xảy ra, có thể xảy ra. Mục tiêu của đợt tập trung này thì cũng như là gần như tương tự với hai đợt tập trung mà chúng tôi đã thực hiện trong khoảng 2 tháng trước. Đó là để đánh giá về năng lực của nhóm cầu thủ mà tôi đã theo dõi và tuyển chọn được từ các cái giải đấu là U19 quốc gia và gần nhất là vòng loại U17 quốc gia. Và từ cái quá trình quan sát này, từ hai giải U19 và U17 quốc gia, thì tôi đã chọn lọc và tôi coi là có khoảng hơn 100 cầu thủ có đủ năng lực, có tố chất, có tiềm năng để hướng tới mục tiêu xa hơn như là World Cup 2026 chẳng hạn. Và nhóm cầu thủ này là các em sinh năm từ 2001 cho đến năm 2004. Thì trong nhóm cầu thủ này, hiện tại phần lớn các em là đang thi đấu ở giải hạng nhì quốc gia. Và qua những cái trận đấu của giải hạng nhì quốc gia thì tôi có cái cơ hội để theo dõi và đánh giá năng lực của các em, đồng thời thiết lập những cái quan hệ, những cái trao đổi với các câu lạc bộ và huấn luyện viên của các cái đội bóng. Với cái tình cảnh hiện tại, khi mà giải hạng nhì dừng, giải U17 quốc gia cũng dừng, tất cả các giải, như các anh chị, tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp của Việt Nam đều dừng, thì cái đợt tập trung này với tôi là một thời điểm coi như là quan trọng để tôi có thể đánh giá và tập trung được các cầu thủ. Come on, come on.